là lực ngài cho giới năm giới và tám giới, vì ngài cho lúc vì chỉ có cái điều khác biệt là giới thứ ba thì ngài sẽ cho hai lần, lần thứ nhất cho những người giữ một giới rồi thứ hai cho người giữ hoặc bằng hai giới. Và sau đó thì người giữ ngũ giới sẽ ngừng lại lúc sau khi họ giới thứ năm, và người giữ ngũ giới sẽ tiếp tục một phần. Chúng con xin thành kính lạy lễ ngài. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để gần giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để gần giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để gần giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lại đức ba của ba đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ thâm thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lại đức ba của ba đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ thâm thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lại đức ba của ba đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ không thể chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật Đà Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật Đà Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy Tam Bảo tròn độ trì có bấy nhiêu? Dạ xin vâng.
Con xin vâng giữ đạo Phật Đà Phu Trân Sa Sơ Sát Sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự trong cấp. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự trong cấp. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự no dồi. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự nói dối. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự dễ dụng rỡ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự dễ dụng rỡ và các chất sai. Do thiện tinh thanh thở trì người giới này chỉ được trong sạch. Phải đang vâng giữ hành theo cho đến trọn đời không nên dễ dụng. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự an xa giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự an xa giờ. Con xin vâng giữ đạo Phật là quy tâm xa sự hoa thối phèn đàn. Xa mát nga đàn kèn trang điểm thoa vật thông dột phân và đeo trạng ba. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự mua nát thổi kèm đờn xe mua nát nghe đờn kèm trang điểm to bậc thơm dồi phấn và đeo trạng hoa. Con xin vâng giữ đạo học là quy tâm xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Chư thiện tinh hạnh thọ trì bát quan trai giới chỉ được trong sạch trong ngày nay và đêm nay con nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dễ vui. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dễ vui. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dễ vui. Mãi ca kệ này chư thiện tinh hạnh thọ trì giới vật chỉ được trong sạch. Hôm nay đã làm nhờ sa thu sa thu sa thu lành thay phạm thiên vẫn ngắm mà ngồi cổng khoan Phật nhận lời nhưng chẳng ai gì hơi quyết lòng mở đạo giai đời nhắm mà vượng lộc giá ngày trời trên sang kia pha độ các hạng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giáp ven toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thượng phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thân ngài thuyết pháp nội đàn từ bi chúng sanh mọi khắp chốn đi tôi mê cầu đặng tri vẹn toàn. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato
Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Buddhang Bhojemi. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Dhammang Bhojemi. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Sangkhang Bhojemi. Con đã bắt lòng thành kính lòng lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ân cúng cao thượng, được chư bà trên biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chia dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sơ hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sơ hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sơ hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam bảo, có được vinh giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sợ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu sa tu lành thay. Tiếp tục giải thích câu hỏi của Phật tử liên quan đến sự tu tập. Kinh bạch Ngài, và ngày ngơi sau khi ngồi thiền, con nằm nhìn lên trần nhà, con thấy đào đình đông ở đó chạy chạy như con bò xích chạy tới chạy lui theo một lộ trình nhất định. Sáng thức dậy, con dòm đồng hồ điện tử, con thấy mấy con số nó chạy vòng vòng. Xin Ngài giúp con hiểu như vậy. Con mắt con có vấn đề gì không? Điều này chỉ xảy ra khi con ở trong khóa thiền tích cực. Kính đại lễ Ngài và triền Ngài. Này, liên quan đến sự tu tập, vì giải thích câu sao hỏi không biết con mắt con có vấn đề gì không, suy nghĩ tới con mắt. Vì thấy câu chuyện như vậy, câu chuyện bây giờ trình bày đấy nè, đầu đền vít đắng ở đó chạy chạy như con bò xít chạy tới chạy lùi. Rồi bây giờ thức dậy, rồi con dòm đồng hồ điện tử, con thấy mấy con số nó chạy vòng vòng này như vậy như thế nào? Nên Ngài giúp con hiểu về con mắt có vấn đề gì. Bây giờ con mắt không có vấn đề gì vì ở dưới có một câu giải thích rất là rõ. Điều này chảy xa ra xảy ra khi con ở trong khóa thiền tích cực. Đây, như vậy ở trong khóa thiền tích cực mới có thấy như vậy. Bây giờ kể mà không có tích cực không thấy như vậy. Như vậy vấn đề con mắt đừng có thắc mắc với nó. Không, mắt không có gì hết. Bây giờ ngồi thiền nó nhắm mắt nhìn lên trần nhà thấy như vậy. Này, vậy con đinh đã đăng đó một cái lý để tìm cái sự thật. Đầu đinh huyết đăng ở đó chạy chạy như con bò xích chạy tay chạy lùi theo một lộ trình nhất định. Hỏi thêm sao có việc cái tình tưởng là đinh nó chạy
Không, đang ở đó, đang ở trên đó. Đó, nhìn cho kỹ chút. Làm sao nhìn? Bằng cách quy niệm. Nhìn, thấy. Này, như vậy nó gọi là thiền quán. Nếu quý vị nhìn thấy đinh, như vậy cái đó là ở trong ý niệm, ta gọi là đinh. Và ta nói là nhìn biết đó, ở đó chạy tay chạy tay họ xếp chạy tay. Như vậy nếu mà và theo lộ trình nhất nó sợ thật đinh, nó đóng đó nó không chạy tay. Đây có một tượng do tượng gì làm sao chạy nên nó có cái chạy chạy với lúc thầy màu sắc thầy được Phật dạy tiếp theo tiếp theo nạp tăng phục vị tế. Các bậc thanh nhờ nghe ngài nói về đó thấy chỉ là thầy thôi. Sute sutta nattam bhaviste, nghe chỉ là nghe thôi. Sute nattam bhaviste tiếp xúc cái nó là tiếp xúc thôi, xúc động. Vinyate vinyata nattam bhaviste hai biết tâm nó hai biết. Các bậc thanh nhẹ bây giờ đi trên lộ trình của các bậc thanh nhẹ thì chúng ta cũng tập thầy như vậy nêu điều vào như vậy điều liên quan đến thanh này thì chúng ta tập á nai bộ phần sẽ đề khác á xuyên thấu này bằng cách chú tâm niệm Phật nghe tiếng nói của chánh niệm nó là phần các quan trọng đó à đẹp à nhìn biết cái theo dõi cho cái nhớ cái chữ phần thì sẽ giống không không nó lên rồi nó xuống càng lên xuống rồi bây giờ mắt mình nhắm rồi nên chánh niệm không là vì thế tâm đã đó mà nếu tâm không có chánh niệm thì tưởng nó tới thầy nào bây giờ chúng ta sống với tưởng ý niệm để chúng ta đặt tên nó mà biết thơ mộc cây dài đào đó để số một đồng xoay đó là đào cây thiên ráp của nó đưa lên số một để nhớ như vậy thì chúng ta cũng như vậy tưởng đại dụng nhưng mà khi quán và biết quán thật đã thấy sự thật nó là gì nó thật à nó là như vậy. Như vậy nếu mà cái đinh nó chạy không phải như vậy nó có một cái tưởng tưởng gì nghe quý vị cái lại sao này quý vị sẽ giải thích thêm chỉ biết là niệm thôi niệm thấy thấy qua đây chạy niệm chạy hả chạy để ghi nhận cho kỹ như thế chân niệm á dạ nếu thấy chỉ là thấy thôi như vậy nếu mà thấy nhìn nó thấy nó không nói là bình đây là thực tế mà chân niệm mắt thấy tai nghe xua như vậy thì nó có một cái thái độ nhận thức khác hơn là thấy tin có một cái tưởng thế đó không biết liên quan gì cái lại sau này sẽ có câu trả lời vì có câu hỏi tiếp như vậy có cái tưởng thôi đó niệm nếu suy nghĩ tưởng để tưởng thôi nhìn cho kỹ chút chỗ đó rồi bây giờ chấm dứt một câu hỏi thứ nhất khi chị giải thích là có cái tưởng một chút ở nó đó cũng như mắt càng giờ mở là lại thấy kim hồ nó chạy vòng vòng đó. Nếu nó chạy vòng vòng thì là khác, chỉ nó nhảy số cái đó là khác à, còn nó chạy vòng vòng. Và nếu nó chạy thật thì được, còn nếu chỉ cái không có nhưng mà mình nhìn nó giống như nhìn trên trần nhà thì cái đó thì phải nhìn cho kỹ.
Này nhảy lần và khi nhảy, nếu nhảy niệm là nhảy nhảy, mà không nhảy niệm là không nhảy, niệm theo cái tưởng tượng ra dù thế nào cũng ghi nhận nó. Này thì cái chánh niệm này nó thì tâm nó nghe chánh niệm thôi, không gì, vì trong lúc đó không có mặt của cô, không biết, không có mặt của vô minh, nó tới là vô minh hay đi à? Vì đặc tâm của nó là hay biết, nó là thiền pháp, nghe đó, chánh niệm nó là thiền, luôn luôn là thiền, vì chánh là không phải tà niệm, mình dùng ra là chánh niệm, vì chánh ngữ chánh niệm của nó chánh hết rồi, bây giờ tôi nói là chánh niệm chánh định tâm khôn mà như vậy, nó ghi nhận sẽ thay sự thật cho mình, nó trả lời tiếng nói của chánh niệm tâm là ngài đúng không? Giải trình được câu thứ hai. Tính bạch ngài, trong thờ thiền ngồi, khi tâm con, khi tâm an trú, vào hơi thở nhẹ nhàng vào ra, không suy nghĩ gì, mắt thì nhắm, nhưng đôi lúc con thấy xuất hiện khoảng không gian trước mặt, lúc thì màu vàng sáng, lúc thì màu xanh biếc, lúc thì hồng tím vân vân. Con niệm thấy thấy thì vùng sáng trước mặt trở nên trầm xuống, và lúc đó thân con nhẹ bỗng, con cảm nhận được một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Con tiếp tục niệm an tịnh và lần lần niệm hoan hỷ. Đó, niệm hoan hỷ đó rồi thì cũng thấy cảm giác an tịnh đó không còn nữa. Sau đó con trở về với phòng xem và tâm tiếp tục hay biết theo dõi các pháp khởi sinh lên và cố gắng duy trì chánh niệm như đau đau, nhức nhức, khó chịu, nóng lạnh, căng cứng, buồn ngủ vân vân đến hết thời thiền. Hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây, cùng với tâm chánh niệm và tâm thắc mắc tại sao có màu này màu nọ, tại sao nhẹ bỗng vân vân. Con niệm thắc mắc thì biết tâm hối tiếc, con niệm hối tiếc vân vân. Khi những màu sắc đó niềm hoan hỷ cũng như an tịnh đều biến mất đi, nhưng đôi lúc những suy nghĩ thắc mắc hối tiếc đó lại đột ngột quay về và tan biến ngay khi con ghi nhận biết rồi. Bây giờ đoạn này hành giả giải thích chánh niệm rất là rõ, rất là rõ hơn là câu thứ nhất. Câu thứ nhất hình như không có dùng chánh niệm rõ lắm, mà câu thứ hai này nếu cùng một hành giả giải thích rất là rõ hơn câu thứ nhất. Vì vậy cái câu thứ nhất vì không rõ có cái tưởng nhảy vào, mà câu thứ hai hành giả giải thích rất là rõ. Trong thời thiền ngồi, khi tâm an trú này, an trú vào hơi thở nhẹ nhàng vào ra, đúng, không suy nghĩ gì, đúng, mắt thì nhắm nhưng đôi lúc con thấy xuất hiện khoảng không gian trước mặt. Như vậy nếu mà khoảng không gian trước mặt này đây là một cái xuất hiện, nhắm mắt đôi lúc vì không suy nghĩ đó, đôi lúc con nhắm mắt na rồi trước mặt, lúc thì màu vàng sáng, lúc thì màu xanh biếc, lúc thì hồng tím vân vân. Con niệm thay thấy đúng biết niệm rồi,
con niệm thì thấy thì dùng sáng trước mắt đã nên trầm sáng biển điện mới màu đó bất cứ màu xanh màu vàng màu tím niệm thấy thấy biết liền đã thành trầm sáng này này chân niệm trầm sáng rồi rồi như thế nào nào trong sáng trước mắt trở nên sáng suốt và lúc đó thân con nhẹ bẫng bắt hàng một đối tượng vì trong đó cái biến mất hình như giống như xả đi nó không còn màu sắc hay gì xanh vàng gì đấy không chỉ trả lời chân niệm vẫn còn cảm giác một cái nhẹ bẫng hồi nãy liền bằng cái mắt mà biết cách niệm niệm là thấy thấy biến trong sáng suốt không còn thấy màu sắc gì đấy. Thầy trong lúc đó tại sao này Nara sư hỏi giống như sư thắc mà này theo niệm sáng suốt và lúc đó thân con nhẹ bỗng cảm nhận được một tĩnh lặng hoàn toàn đẹp này. Hồi nãy liền vào nhau mắt niệm thấy màu xanh màu vàng nhưng bắt đầu niệm đúng niệm thấy thấy như là biến mất màu sắc thấy mặt trong sáng không còn gì bây giờ cái chân niệm nó dài dặn nó vẫn còn đi cần nhớ điều đó lại là một thứ nhất là gì không sạch như vậy khi cứ nghe cái đã tâm nó dài dặn khá vừa trở lại không sạch này không sạch cái gì bận mắt rồi nó có cái trạng thái một cái đặc tính của gió thấy cái đặc tính của gió như vậy nè lúc đó thân con nhẹ bỗng cái nhẹ là cái gì nhẹ là gió vì đi thôi vì vậy đó đi kinh hành luôn luôn phải đi để kinh nghiệm trong lúc đó hành giả chú tâm nơi chân này ngồi thì chú tâm lên bụng mà đi chú tâm lên đi làm gì đó cũng đang đi thì đang đi phải hành động cũng đây phải chân mặt bước chân ra bước nếu tâm ở nơi chân chánh niệm ở trên hết thảy trước mắt chánh niệm bắt làm một theo dõi thì vậy tâm an nơi chân rồi nó nói cái gì á sẽ thật là như vậy giả nó nói giả tục để giả đưa tới đè xuống làm sao giả được nhẹ mới giả được làm sao đưa tới nhẹ mới đưa tới chuyển động đây nhẹ như vậy cái đặc tính nhẹ trở lại là một cái nhẹ ngày cái chân mắt rồi bây giờ nó nhẹ bắt đầu chánh niệm nhẹ tâm kinh nghiệm ôi nhẹ hơi tới giống như vậy ngoài trong một bài làm bất định chỉ nói vì vậy một vài tiếng rồi nó thấy nó chạy không tới một khúc nó lên nó chuyển qua chuyển lại là đã là gì đấy mấy bài không gió làm sao con người làm gió đó làm gió còn gió này gió thì đạo gió này gió chết học này để tôi thấy chết và nếu không có gió là chết phải học bây giờ thôi giờ đó để xả đi trong lúc bằng cách nào mình hiểu hay rõ ràng hành giả bắt đầu nói này trả lời câu trước này con tiếp tục niệm từ như thế từ đó mà cảm thấy nhẹ bỗng một cái nhẹ bỗng cái tâm đã thay đổi nó tâm âm sám nhẹ cảm thấy như nhẹ cảm nhận được một sự tĩnh lặng hoàn toàn đây nó có sự tĩnh lặng hoàn toàn này một sự tĩnh lặng hoàn toàn rồi đi tới là như thế nào con tiếp tục niệm an tịnh niệm đúng rồi đó an tịnh vài lần trong niệm quan hệ vừa quan hệ vừa an niệm thấy đó rồi thì cũng thấy cảm giác an tịnh đó an tịnh vài lần trong niệm quan hệ đó rồi cũng thấy cảm giác an tịnh đó không còn nữa rất đúng chánh niệm làm việc niệm vì thấy biết liền
Sau đó con trở về phòng xẹp. Đây, bài học cũ. Đó, vì nhẹ con mắt, an tịnh con mắt. Con mắt rồi. Bây giờ, thế trở lại phòng xẹp. Ngôi nhà của nó. Đó. Trả lại đối tượng thứ nhất. Sau đó, với phòng xẹp. Và tâm tiếp tục hay biết. Hay đúng. Và theo dõi các pháp khởi sinh lên và cố gắng duy trì chánh niệm như đau nhức khó chịu nóng lạnh căng cứng bùng bùng vân vân, thì đến hết thời thiền này một khúc này nó bắt đầu cái này giải quyết cái trước à. Như vậy thấy tim thấy đinh mà nóng trên đó chạy 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 có một cái tưởng rồi cái này tưởng ra không, không phải tưởng, cảm giác nha. Cảm giác bằng tâm. Bây giờ cảm thấy cảm giác như thế này nè. Tại sao cảm thấy nhẹ? Nào, rồi nó đưa tới an tịnh. Đây, nếu quý vị nghiên cứu theo thất giác chi. Thất chi là chi của sự giải thoát. Một là cái niệm này. Quý vị cũng niệm. Khi mình niệm như vậy đó, tiếp tục niệm, sẽ có trạch pháp giác chi. Đôi khi người ta dựa tới bồ đề niệm. Bồ đề vệ, bồ đề tánh, bồ đề tánh rồi, bồ đề hỷ, bồ đề tịnh, bồ đề định, bồ đề xả. Cũng ta tùy theo thì dịch chứ, vì bồ chẳng khác. Bồ thứ gọi là giác ngộ, hay gọi là bồ đề, ăn cá là chị. Cũng nó có nhiều vị dịch sát nghèo như thế nào. Niệm giác chi cũng như giác ngộ. Niệm giác chi, trật pháp giác chi, tinh tác giác chi, hỷ giác chi, tình giác chi, định giác chi, xả giác chi. Rồi, như vậy tới bảy cái chi, giờ nó đi theo tầng. Từ theo dõi, niệm bắt đầu nó nhẹ. Là cái gì? Chánh niệm á. Chánh niệm là trật pháp á. Và cố gắng theo dõi cái giờ cái đó. Theo dõi về tinh tác cái nhà hãy xâm lên à. Hai, hãy giác chi. Mà cái hai chi nó an tình là xâm lên. Giờ an tình nó nói trong như hành giả vẫn niệm. Tự nhiên nó cũng tâm diệt các pháp mà. Sánh thiệt. Nhưng bây giờ nó thấy là cái hỷ. Và đi tới tịnh. Mà bây giờ giải thoát mà hành giả đôi khi đó. Tại sao như vậy? Nà, hết thầy thiền. Nế. Nà. Vì còn câu hỏi dưới nữa nè. Hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây. Đây cũng không phải một lần, nhiều lần nó xảy ra như vậy. Cùng với tâm chánh niệm và tâm, nó có chánh niệm trong đó rồi, nhưng có lại thắc mắc tại sao cái đó là xảy ra như vậy này, tại sao cái màu này, cái màu nọ, tại sao nhẹ bóng này, vân vân. Con niệm thắc mắc đúng nữa, niệm thắc mắc và khi biết tâm hối tiếc, con niệm hối tiếc biết niệm rồi đó, đúng à, hối tiếc khi những màu sắc đó, niềm quan hỷ cũng như sự an tịnh đều biến mất đi. Nhưng đôi lúc những suy nghĩ thắc mắc và hối tiếc đó nó lại đột ngột quay về, quay về và tan biến ngay khi còn ghi nhận biết biết nữa. Hay. Khi mà có không có chân niệm thầy nó tái liền nè, không có chân niệm không ánh sáng bằng tối tái liền, có ánh sáng bằng tối mà pháp bảo về đó, pháp bảo. Sáng nay khi nghe ngài giảng con hiểu các pháp đến đi như người khách lạ, không mời mà đến, không đuổi mà đi, mình chỉ đón chào xã giao vậy thôi. Như vậy là để được tâm xả ly thì phải thay đổi thái độ hành xử của tâm. Dễ xả giao khi thấy các pháp đến và đi tịch nhận bằng chánh niệm và không dính mắc. Nó là như vậy. Thực sự nó là như vậy. Qua nghe pháp con hiểu
bởi vì có các pháp ắt phải có duyên mới khởi sinh, thì ắt phải có duyên để hoại diệt. Vì duyên duyên gì để từng pháp phát sanh, pháp khởi sanh, tâm con chưa bắt kịp hết. Nhân chánh niệm cũng là duyên để pháp hoại diệt, có phải không thưa ngài? Thiện hay bất thiện cũng chỉ là pháp thôi, nó sanh hay nó diệt là vì duyên của nó. Như vậy các pháp vô ngã chẳng thường là ta, vác đi phiền não ác tà là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Sự thành thật mong ngài từ bi chỉ dạy thêm cho con thành kính tri ân, kính chúc ngài luôn mạnh khỏe an vui. Đây giải thích thêm một chút mà quý vị thắc mắc, cái chỗ thắc mắc và đôi khi hối tiếc ngồi bắt đầu không thấy cái đó nữa, nó rồi lại thấy đau, thấy nhức vàng vàng, khó chịu, nóng lạnh, cưng mềm, buồn mẫu cho đến khi hết cái tiền. Thầy thắc mắc nếu cái đó nó cứ tới thấy nó khỏe, tại sao đôi khi vậy, tại sao đôi khi hối tiếc? Hồi phải được như hồi nãy vậy đó, rồi thắc mắc vậy đó, đã tính là xả ly rồi, bây giờ còn quên xả ly, thắc mắc trở lại rồi hối tiếc trở lại, hay niệm nữa, niệm hối tiếc có tiếng nó cũng trả lời đúng rồi. Giải thích thêm vấn đề nhẹ bỏng, trong lúc đó nè, trong khi ánh sáng mắt rồi ban đầu là vì thế giải thích vấn đề thêm sáng thức trong thời thiền ngồi, khi tâm an trú vào hơi thở nhẹ nhàng vào ra, không suy nghĩ đầy đà, thở vào thở ra không suy nghĩ gì, mắt thì nhắm nhưng đôi lúc con thấy xuất hiện khoảng không gian trước mặt, lúc thì màu này màu kia đây, không suy nghĩ là tâm định này, mà làm sao có duyên nó định như vậy? Vì thấy duyên của nó là gì? Duyên đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi giới nằm sanh định rồi, bây giờ chánh giới nhiệm vụ mà hồi nãy đọc trái rồi, bây giờ thanh thiền đã có duyên rồi, bây giờ nó đưa tới chánh tinh tấn. Làm sao có chánh tinh tấn? Tới niệm rồi chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định, chánh tinh tấn chánh niệm, đây đang hành thiền mà chỉ của pháp đó lên trong tâm tâm chánh niệm chánh định. Chánh niệm đầu tiên ở trong thất giác chi gọi là bồ đề niệm hay là niệm giác chi, thì trong đang hành thiền này có mặt rồi, có mặt thì chánh tâm tâm, chánh tâm tâm ở trong giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, rồi chay hệ giác chi ta nói rồi. Bây giờ tới cái này sinh lên như vậy không phải một nhẹ nhàng, đã thấy màn sắc rồi, thì trong chi của hỷ thuộc về thiền pháp, khi có tâm định tốt, có niệm, có trạch pháp chi, có tinh tấn, thì hãy bắt đầu có cái hỷ này vui, mà cái vui này nó có năm cái vui là thứ nhất gọi là khuttaka piti, tiểu hỷ. Thì tiểu hài hành giả thấy này, thấy dùng màu sắc này nhẹ màu sắc, rồi màu sắc này nó đổi thành màu sắc khác. Tại sao có màu sắc đó? Giải thích một chỗ đó. Vì thầy khi mà âm dương hội hợp đúng lúc băng ra một ánh sáng xẹt ở trên trời, ai thân tâm không phải, đó gọi là hiện tượng của âm dương, hiện tượng của âm dương. Nó biết không? Nó không nó biết gì, nhưng âm dương nóng lạnh tách rời nhà không có lạ, đông nhau như vậy. Vì thấy lò lửa đang nấu đó, vừa lấy một ly nước thay vô, nó phản ứng liền, âm dương và nó phản, nó trả một cái khói
đưa lên nóng hơn nữa, người thấy này đấy, âm dương à, tao ngờ vậy không, chỉ âm dương mà nó phản ứng như vậy. Thầy trên trời thân vậy, thế mà trời rất mơ thì thấy ôi nó sẹt gì đó. Này một lần nữa, sư đi máy bay từ đây nói cái chuyện đời chút mà nó thấy vậy nó tránh từ Chicago về Bà Thân Đúng ba giờ đường cho nên trước đó rồi mưa tối rồi bắt đầu nó chạy chốt chạy chốt máy bay nó bắt đầu nó bay nó tránh cái đó thì thấy vì nó điện hay nó tránh cái đó thấy rõ nó quẹo tránh một cái đám mây đó này thì đây nó là âm dương thấy âm dương mà bây giờ tại sao mình âm dương đó? Không có người có âm có dương mà có âm có dương âm là gì đất nước âm dương đó là cái âm mà vì vậy nếu mà tâm đi rồi nữa đi rồi hay còn lạnh mà đất nước còn mực đông đó nó bài tiếp không rồi chỉ là hơi thở tâm mượn đi liền hơi thở mất liền cái gì còn vì nó bắt đầu cái nóng này mất lặng thầm mà vậy cứng này đây âm dương thành đạo kinh đã nói tâm là dương là đất nước người gió là âm hai hợp lại một con người sống như nó hay là đó hay bây giờ khi mà tâm định nó rất là quan trọng định là không nghĩ theo dõi tâm tâm là dương hồi não tới giờ đông có động như nó quá khứ tương lai quá tương một tâm vì biết rồi này trầm cảm căng thẳng trầm cảm căng thẳng đi đứng là mệt coi tâm làm việc nhưng bây giờ khi ngồi thiền vì với trong sạch bắt đầu là trong sạch thì định khi mà định rút rắp âm dương vì cảm giác như vậy cảm giác sẽ đó là giống như trời chốt vậy thế pháp và đó là lời tiểu hỷ này tiểu hỷ ở tiểu hỷ khác nó có một cái trà cảm giác như rần nói da gà nhỏ ốc xẹt rồi xẹt là dòng tiểu hỷ bây giờ nó mạnh hơn nữa sát na hỷ hay dùng trò chốt đó đó vì thấy màu vàng màu trắng nó xẹt như vậy đó này cái đó là gọi là sát na hỷ sát na hỷ rồi đi tới nữa hành giả thấy như là nhẹ bỏng là tên một cái hỷ nữa này hỷ thứ ba là cái kandika paiti nó giống như là hải triều hỷ có một cái hỷ vì đôi khi quỷ ngồi nó chuyển qua chuyển lại không có nặng nề giống như người ta tâm biển vậy đấy cái hải triều hỷ còn có nó nữa nhưng hành giả giải thích tới cái hỷ thứ tư là kandika paiti thường thành hỷ thường nó lên thường thanh nó lên thầy cái đó là cái nhẹ đó đấy mà khi quý vị theo dõi phòng thì sẽ nhẹ cái đất nước rồi nó nhẹ à gió nó kéo đi vì đưa tay lên vì đưa tay lên nó nhẹ tại sao nhẹ vì gió lửa nhẹ người thấy đốt lửa cái gió liền hai cái gió và lửa không có gió lửa tắt này cái thiên nhiên nó như vậy thì hành giả cảm thấy đó nó là thiền thân hỷ mà cái đó này là cái gì nó thường không nhà tâm định nó đưa ra đó tâm không định không có mà tâm định niệm nữa định biết định nhẹ biết nhẹ bắt vào nó xanh nó nhiều thường có không nhưng mà trong đó thác tâm định nó đưa ra đó bất thường nó xảy ra nhỉ này bây giờ đưa tới một cái trạng thái tâm tác mà hãy nhẹ bỗng cảm nhận được một sự tĩnh lặng đầy như vậy khi mà có thấy thấy bắt đầu tâm nó tĩnh lặng tại sao nó không đau không nhức hồi trước nó ngồi nó đau nó nhức nặng nề bây giờ nó đưa lên
rồi như đứa nhỏ đó bỗng nó lên đưa tay nó luôn nhẹ nó hết khóc liền. Đây coi đứa nhỏ đó đấy, nó cảm thấy nhẹ nhàng nè với bàn tay của người mẹ đấy. Đấy, như vậy gọi là cái sự là tĩnh lặng đó, an tịnh đó thì gọi là pasati. Thấy rồi pasati là tâm tĩnh lặng lần trong niềm văn hệ đó rồi cũng thấy cảm giác an tịnh đó không còn nữa đấy. Nếu cái gì có niệm, nếu cái gì nó cũng thấy thay đổi hết à, mai chánh niệm không có gì thường. Nhưng mà cái tốt là thấy xảy ra như vậy đó trong lúc mà tốt. Sau đó con trở về phòng sạch đối tượng đầu tiên theo mấy cái khác tới niệm niệm đó vì phòng đầu tiên rồi. Tại sao không nó có như vậy mà nó có điều không, rồi nó sẽ không, nó sẽ đây, đây là một cái sự tỉnh thức rồi thấy gì đó là bừng mắt rồi này, mà cái sự chuyển động vẫn còn nó tiếp tục hay biết theo dõi các pháp khởi sanh lên và cố gắng duy trì chánh niệm là như vậy. Sanh lên phòng, phòng sanh lên hết phòng, bắt đầu xẹp, nó sanh lên cũng hết xẹp. Khi đưa tới đau rồi niệm đau đau, nhất niệm nhất nhất, khó chịu niệm khó chịu, nóng lạnh căng cứng buồn ngủ vân vân cho đến hết thời thiệt. Thay niệm gì thiền minh sát lại vậy đó. Hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây. Thế khi mà ngồi thiền trước nó có như vậy, đó gọi là phải là được khinh an này, chánh niệm nào trước, chánh niệm rồi có tinh tấn trong đó đưa tới phì lạc, tinh tấn đưa tới phì lạc, đưa tới khinh an, đó là trạng thái của nó. Làm vậy vì có tâm định, một niệm là một định, một niệm là định, đó là cái vận hành của pháp bảo. Ngày đầu tiên đó, có người một người hành giả nói là thấy vận hành của pháp đó là pháp pháp hết à. Trước đây cùng với tâm chánh niệm, bây giờ con niệm là tâm thắc mắc đó, biết cách niệm rồi, rồi trở về niệm hết, biết cách niệm sao nhẹ bỗng vân vân cho hết thời thiền. Hiện tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong khi con ngồi thiền trước đây đó. Nói chung đó ngồi thiền tới thì nó tới như vậy, cùng với tâm chánh niệm và tâm thắc mắc lại sao màu nha, màu 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 này màu nọ tại sao nhẹ bỗng. Đó là kinh nghiệm mà không biết tại sao hồi mình đó con ngồi thiền không có cái đó, thì ngồi thiền mới có cái này. Đó gọi là một chi ở trong thất giác chi sinh lên. Nhưng mà theo bảy giác chi, đôi khi giác chi này sinh, giác chi kia không sinh, giác chi kia sinh, giác chi này, giác chi này không sinh. Này như vậy, nó chưa đủ điều kiện nó. Hơi tiếc. Vì vậy hành giả đôi khi trả lại với cái sự thắc mắc là như vậy. Tại sao nhẹ bỗng vân vân. Con niệm thắc mắc, thắc mắc và biết tâm hối tiếc, niệm hối tiếc, biết cách niệm và con niệm hối tiếc. Hối tiếc khi nhận màu sắc đó, niệm quan hệ cũng như sự an tịnh đều biến mất. Các pháp hữu vi ở trong các pháp vi, khi nhận màu sắc đó, niệm quan hệ cũng như sự an tịnh đều biến mất đi. Nhưng đôi lúc những suy nghĩ hay thắc mắc là hối tiếc đó đột ngột quay về và tan biến ngay khi con ghi nhận biết biết đẹp thôi. Đôi khi chỉ được dán bắt vì vắng mặt của chân niệm thầy nó ta liệt vì đẹp, vì không biết của mình thắc mắc là tay liền, thắc mắc tay liền, thắc mắc như thắc mai mà nghĩ mình thấy tại sao như vậy này. Nhưng mà khi niệm khi một đôi lúc quay về và niệm biết biết thì nó tan biến, con ghi nhận biết, tan biến. Sáng nay khi nghe ngài giảng, con hiểu các pháp đến đi
đến và đi như người khách lạ, không mời mà đến, không đuổi mà đi, mình chỉ chào đón xã giao. Này vậy thôi. Như vậy là để có được tâm xả ly đó, khóa thiền này mà phương pháp viên ta cách ly á, trong thời gian cách ly còn thì Đức Phật đã dạy mình xả ly rồi, rồi ngài không nói cách ly. Ở đời người ta đã biết rồi, ngài nói đời không có biết về cái tâm này, chỉ cách ly thân thôi mà tâm không biết cách ly. Đây Đức Phật dạy điểm này mà mình học Phật học cho này nè, học cách mà biết xả ly nè. Và khi phải và khi thay đổi thái độ hành xử của tâm để xa giao, khi thấy các pháp đến và đi được nhận bằng chánh niệm mà không dính mắc, nó là như vậy, thực sự nó là như vậy. Qua nghe pháp ngài hiểu vì các pháp này thì đọc rồi đó, nhưng sư giải thích rồi đó, gọi là vậy là có năm: tiêu hỷ, sát na hỷ, hải triều hỷ, thường thanh hỷ và xuân mang hỷ. Thì anh giả trong năm hỷ anh giả có kinh nghiệm thấy được ba hỷ, hai một là sát na hỷ thấy ánh sáng, rồi thì thường thanh hỷ biết nhẹ, rồi đi tới nhờ cái đó đưa tới tâm an tịnh, gọi là thân an pasati cái đó. Nhưng mà chi này nó lên, chi kia nó lên, giống như quay số, có cái bài số 1 triệu người ta mua số, ngày nào cũng mua số hết à, nhà nước sống giờ nó nhất là người nghèo hay mua số lắm. Đáng gì, đáng nếu mà trúng bài số thì trúng 1 triệu, mà người ta không trúng, cứ dồn dồn 1 triệu 2 triệu, đôi khi có mấy chục triệu vậy đó. Nhưng mà ai vì trúng hết bảy số đó rồi, người ta gọi là trúng số, người ta nói là trúng số, thì mình là thất giác chi ra. Nếu thất giác chi nó lên một lượt 37% ra đầu, nó trổ thì cái này là thất giác chi, rồi nó lên. Nên mình đang học về xả giác chi, nhưng mà xả giác chi hương hợp xả cha chi đang xả, nhưng mà chưa hoàn toàn xả, vì cái gì nhiều cái xả đó ly xả ly, lúc cái chữ ly, ly dục và ly hận ly hại hay vậy đó. Vì các vị tiền bối đôi khi dùng chữ các ngài đã tu niệm nhiều, nói xả phú của bằng xả bỏ, xả phú của bằng mình giàu nhưng bỏ hết cho một người nghèo vậy đó. Xá thân cầu đạo, bỏ thân này, đó, bỏ thân này để cầu sự giải thoát, như na, mới gọi là xá phu cầu bằng xá thân bà, đó ở trong nghĩa của xá lì vậy. Nếu mà xá đúng, thầy giống như Đức Bồ Tát xá hết, là xá phu cầu bằng xá thân cầu đạo, ngài thử hết các phương pháp tu, nào là khổ hạnh, lợi dưỡng, biết rồi, ngài đi tới phương pháp khổ hạnh, không thành công, đi đúng con đường trung đạo giải thoát, mới dạy các đệ tử của ngài xả ly hết, không còn cái gì hết chứ. Rồi đang mà giải thoát cái điều kiện mà đang bị chưa giải thoát, buồn như lò một cuộc đời, một thế giới này nè, hết ngài cái niềm tin Đức Phật á, rồi bắt đầu tập xả ly này, không có gì hơn chỉ cái đó thôi. Như thấy khi mà không có thuốc trị, khoa học nó tiến bộ chứng minh về đạo Phật á, khoa học nó tới tới nó chứng minh về đạo Phật hết. Đức Phật thuyết cách đây 2564 năm, khoa học nó học hết về sắc pháp, nó chứng minh hết không còn cái gì. Đức Phật nói về thần thông, nói lửa, lấy lửa làm đề mục, nước làm đề mục đạt thiền, rồi bay được, bay được, nhưng chưa chắc
nếu phàm thiền là đức hạnh. Đấy, lịch sử đó, ngài Địa Bạc Đà đó, phàm thiền chứ thanh năng, rồi đạt thiền, rồi tham sân lên đức thiền đó. Thế khóa học của cô tìm mà bài này đó, bài được, nhưng không biết lý do gì mà nó rớt, nó đập vật á. Trước khi lên nó nói, nó vượt chết rồi đó, nói vô thường vô ngã. Đấy, Đức Phật bài dạy thích rời được, rồi nó đi tới cuối cùng, nó bay được nè, trên trời, đi trên nước được lực nó đập liền. Lên nó bay liền, trước khi bay, hai người chịu đại diện nói điều, máy bay này mới bắt đầu cái nếu mà chúng ta nghe ôi tôi sợ tôi giống bỏ xuống liền đấy như vậy thì nó nói mà bài cái tôi gì nè cửa đó nó nói cửa đó liền ngay cửa đó có chuyện xảy ra là mình phải ngồi phải cột như vậy định tâm có chuyện xảy ra gió là làm việc á máy bay á chạy tay chạy luôn chết à hãy ngồi chứ yên nghe đó ngồi ngồi rồi bắt đầu đi chạy cái chết cửa đó đó lấy gió thì cái chuyện xảy ra cửa nó đầy thức hết nè màn trên cổ gió tại sao nó xuống trên này nó cây cối không mà chết hay xuống biển nó tấm rồi bay trên nó đã tính có cái chương trình của nó có bản đồ nó hết có chuyện xảy ra nó tìm biển nó xuống liền bỏ biển hay phải thổi cái đó ra xuống biển cái chuyện của mình rồi. Nó giải thích là chuyện của mình vô ngã mình phải tự vô ngã nó chết cái chết không à này rồi nó giải thích là vô thường cái chuyện xảy ra vô ngã tự cướp đi nó phải ngồi yên. Còn nếu mình ngồi không yên tự nhiên nó lập vậy đó. Nghiêng bên đây chạy qua bên đây nghiêng bên đây chạy. Máy bay không điều khiển đó. Vì thấy ngồi với yên dù thế nào phải ngồi chịu trận. Như vậy mình đấy chân để làm việc máy bay. Hai người nó làm việc. Đấy nói về cái chuyện hỷ giác chi này này. Tinh tấn. Bài được bây giờ mình ngồi thấy nhẹ. Đấy thấy nhẹ. Đó là thiền á. Đấy một chút thôi, còn định chỉ, họ định trong cái gió, định hoài, vì thấy khoa học đó, làm thành cái trong trống, một trong trống, hai trong ba trong, bốn trong ba, thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, một trong trống, kia sơ thiền, nó còn lắc tay lắc, hai trong trống yên, ba trong trống thiền lên, mà ba nó tặng. Nó tăng thêm cái quạt máy, cái máy một động cơ, hai động cơ đưa con người đi. Này, con người sắc pháp à, theo sắc pháp đi. Đức Phật khi nào cần ta thấy không cho dùng rồi thấy không có lợi trong ngày mất kiền liên rồi. Như Đức Phật á, này ngài vì ngài là Pháp Vương là thần thông gia hoa để đọ chúng sinh bằng cách đó. Vậy thì vì kinh nghiệm cái điểm đó bây giờ thắc mắc đang đi vì tại sao sư nói phi lạc mà cái tên năm phi lạc có trường hợp về quyên niệm thôi niệm thì xảy ra niệm hết. Bây giờ cái câu thứ hai đó thì giải thích rất là rõ không còn thắc mắc với kinh nghiệm của mình nhé là kinh nghiệm của mình hay rõ là như vậy. Còn nhớ cái câu thứ nhất đó quý vị niệm rồi bỏ qua đừng có theo nó vọng là tưởng à vọng tưởng đó, không có đúng lên tại sao như vậy có một cái vọng chứ theo dõi phòng theo dõi xem chuyển chúng có theo dõi do ảnh hưởng đôi khi ảnh hưởng ngày rồi nhìn cái đó chưa xuyên thấu câu thứ nhất chưa xuyên đâu câu thứ nhì mà hành giả được xuyên thấu niệm mất nhưng cái câu thứ nhất chưa ngài chưa thấy cái đó mới cái câu thật mắt này mới thấy còn vọng hết vì đâu nó vọng đâu có thật cái này cũng chuyển qua chuyển lại cho nó giống như nó còn chưa thấy có rồi mất này
chỉ thấy thầy giống như bị tưởng, mắt thấy 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 rồi ảnh hưởng tới mắt, ảnh hưởng tới mắt đấy, thấy thấy nhìn thấy mắt ảnh hưởng cái này này, quỷ chưa thấy. Nhưng mà câu thứ hai này, này hành giả trả lời câu thứ nhất rồi này, tại sao vậy, vẫn còn như vậy, đôi khi các vị thì vẫn không theo, không theo rồi không theo vẫn, thì mình không theo vẫn mới đối tượng đầu tiên không muốn tâm nó sống với ai, nó tóm là tứ đại nào, đất nước thì mà đất đi đó thuộc thì tứ đại, đất thành cứng mềm nè, lửa dính hố nước dính hố, lửa nóng lạnh gió cao gió động thì tâm nó sống cái đó thôi, sống cái đó mới gọi là chân đế, mới sống cái đó đâu có tham sân gì. Bây giờ mình thực đế có một cái một màu đất một thứ muốn hai thứ được hai thứ muốn ba thứ coi dục trưởng trưởng dưỡng tưởng tục đế cứ lên lên anh vậy tưởng, mà đất đó mình sống thật không, đâu có đất đó theo mình, cái đất đi đâu đất nước này này thì tâm nó sống, nếu mà tâm không còn ở hiện tại tưởng không à, quá khứ tưởng tương lai tưởng mới gọi là vọng tưởng. Thầy có một cái kinh gọi là Nhất Giả Hiền, sư đọc ngày đầu tiên đó, quá khứ không truy tìm nè, tương lai không ước vọng, quá khứ đã hoàn thành, tương lai lại chưa tới, chưa tới chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán danh pháp hiện tại, danh pháp sắc pháp này này hiện tại, ngồi thiền cái danh pháp sắc pháp à, một cặp tôi là ai, tôi là danh sắc thôi, tôi là thân tâm ngồi. Thế vì nếu mà thân tâm tới rồi, âm dương tập rồi, đâu có nghĩa gì đâu. Vì vậy cái âm, cái dương bỏ âm á, cái chói dưới, tìm không được, quá khứ không được, không được. Thì các gì trong cảm, mất, cái chết rồi, theo cái chết làm sao có được cái gì đâu. Mà chưa tới, theo chưa tới, bắt không được, tưởng giống như trời có sao, thấy có sao, đi tới bắt không được, đi tới, không được cái gì hết. Bỏ hình bắt bóng, từ khi các vị dùng như vậy, bỏ hình bắt bóng hay cái này mới là đúng là vị tu theo Đức Phật thì vậy. Như vậy mình có trí tuệ, làm sao cái tuệ đây về mình xác này quán, về quán là thấy như vậy. Nếu vị ngồi thấy như ở trong cái câu trả lời thứ hai rồi, cứ tiếp tục như vậy, đó là tâm của cái gì. Rồi, đó là cái câu trả lời của một vị hành giả. Rồi còn 30 phút tới, tới thì giờ xả ly. Xả ly, ngồi thiền, ngồi thiền. Bây giờ, cái đó là sống như vậy. Với chánh niệm đưa tâm vào đối tượng và có chánh niệm theo tuệ quán chính là đây. Giờ là hiện tại đó phải chụp bên này cho vô thầm mạng, chỉ có pháp hiện tại, nói chỉ cái hiện tại, pháp danh pháp sắc pháp tên pháp thân, thân cũng là pháp, tâm cũng là pháp, tên pháp hết này. Rồi có gì thấy làm sao về thấy pháp như vậy, duyên làm cái duyên như thế, duyên đó vạn pháp do duyên sanh, duyên diệt vạn pháp diệt, duyên sanh như thế, cái giới cái đành về vạn pháp thiên pháp sanh lên, không có giới không đành diệt này, mắt màu tài điệt nó đưa đi à, thấy và vạn pháp duyên tới rồi đủ điều kiện đi lên pháp không. Như vậy quý vị thấy pháp, thấy pháp đi sâu đây trên con đường đi nha. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là tha, pháp ly phiền não ác tà. Dạo này nó bị chao đảo đúng không? À, thế nó ác tà đây đây tưởng cái là nó không có bị tiêu chảy, chỉ là
Xưa nói là thanh tịnh đó, thanh tịnh đạo đó. Giờ mời quý vị trở lại với thiền. Còn ngày còn thì giờ còn 15 hết, phút hết, 15 phút nữa hả? Còn 15 phút à, bây giờ ngồi 15 phút hai đồng hồ sẽ chắc hết pin đấy. Vô thiền hai đúng rồi, hết pin hết chạy. Giờ mời quý vị ngồi thiền hả? Ngồi thiền 15 phút không phải nữa, 15 phút yeah. Ngồi thiền 15 phút. Nó đi sai.
Dạ luôn luôn có chánh niệm. Sankharanichati yada panyaya pasati atanem pindate dukkhe esamanko visuddhaya sampe sankhara dukkhati yada panyaya pasati atanem pindate dukkhe esamanko visuddhaya sampe dhammanantati yada panyaya pasati atanem pindate dukkhe esamanko visuddhaya anicca sankhara uppadavayatammino upancentva nirocanti te sambho patamo sukho anicca sankhara uppadavayatammino upancentva nirocanti te sambho patamo sukho yang va công đến Phật Đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau và tư nhân sâu và màu tâm tăng từ đại khỏi sao điều tàn dân qua công đơn thâm ma nguyện mau giải thoát trong già khổ đau và tư nhân sâu màu
Tam tăng tư đại ca sao điều tàn nhân hòa công đơn tăng già nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau và tư nhân sao hòa màu tam tăng tư đại ca sao điều tàn Thế Tôn lời giải ta tưởng năm điều quan tưởng phải thượng xét cả ra ta đây phải có sở già thế nào tránh thoát ca lúc qua căn tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đắng ám ảnh lành ta đây sự chết ta sẵn dành thế nào tránh thoát kiếp sanh mạng kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật các quy men ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt sau ta ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả bao phân minh kết thành khi thuệ quan chiếu ta tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay và cả ly phiền não khổ đau ai thân tịnh đạo ai lại chớ quên thiệt về quang chiếu ta tường các hành vốn dĩ đau thương khổ nạn thoát cả ly phiền não chán nhàm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu khi thuệ quang chiếu ta tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta thoát ly phiền não ác ta là thành tịnh đạo chẳng xa lối về Ê ca ya do a yang pi ca ve ma go sa ta nang vi su ti ya so ka va ri de va nang sa ma ti ka ma ya du ka do ma na sa nang a tang ga ma ya Nyaya sati gamaya nirvana sa sati kiriyaya yaridam chataro satipatthana katame chataro itapi kave bhikkhu Kaye kaya nubasi viharati
Atavi sambhajano satima vinaya loke apicharo manasang vedana suvedana nubhasi viharati Atavi sambhajano satima vinaya loke apicharo manasang citte cittanubhasi viharati Atavi sambhajano satima vinaya loke apicharo manasang dhamme su dhammanubhasi viharati Atavi sambhajano satima vinaya loke apicharo manasang Aham averohomi abhyavachomi anigomi sukhiyatanam parihārami mama mata pitu Acariya ca nyati mita ca sabramacarino ca averandu abhyavacandu anigandu Sukhiyatanam parihārantu Imasamin arame sabbe yogino averahantu abhyavacandu Anigandu Sukhiyatanam Parihārantu Imasamin arame Sabbe bhikkhu samaneraja Upasaka upasika yoja averandu abhyavacandu anigandu sukhiyatanam parihārantu Amakam jatu vachaya rayakam averandu abhyavacandu anigandu sukhiyatanam parihārantu Arandu amakam araka devata imasamin vihare imasamin navase imasamin arame araka devata Averandu abhyavacandu
A ni ga an tu su ki a ta na va ri a ra tu sa pe sa ta sa pe va na sa pe bu ta sa pe bu ga la sa be atta va 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 ri ya va na sa ba iti yo sa be purisa sa be ariya sa be anariya sa be deva sa be manusa sa be vini batika avera andu abhya vacha andu aniga andu sukhiyatana Vari arandu Dukkha mucchandu Yathalata sambhatito Mavigacchandu Kammasaka Purati maya nisaya Pachi maya risaya Uttaraya risaya Dakinaya risaya Purati maya anurisaya Pachi maya anurisaya Uttaraya anurisaya Dakinaya anurisaya Etimaya disaya Upparimaya disaya Sabe sata Sabe vana, sabe puta, sabe pogala, sabe atavava bariyavana, sabe etiyo, sabe purisa. Sabe ariya, sabe anariya, sabe deva, sabe manusa, sabe vinivatika, avera andu. Abhya vacha andu Aniga andu Sukhiyatana Variharandu Dukkha mucchandu Yathalata sambhatito Mavigacchandu kammasaka Uttangyava bhavagaccha Atoyava vichito Samanda chakavalesu Ye sata bata vichara
Abhya vacha ni ve ra cha ni lu ka cha nu va da va u tang ya va 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 ga cha a do ya va vi chi to Samanta Chakavalesu Yesata Urakechara Abhyavacha Niveracha Nidukacha Duvadava Utang ya va 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 ga cha Ato ya va vi chi to Samanda chaka va le su Ye sa ta ka se cha ra Abhya vacha ni vera cha ni dukha cha nuvadava Imaya tamanu tamma vati vatiya utam uche Imaya tamanu tamma vadi vadiya tamam bhujemi Imaya tamanu tamma vadi vadiya sangham bhujemi Imaya tamanu tamma vati vatiya mata pitaro bhujemi Imaya tamanu tamma vati vatiya achariye Ata imaya vati varaya charamaranam parimuchisami idam me punyam Asavakaya vahaṁ hotu Idāṁ me silāṁ Maghāphala jñānasa Vācchāyo hotu Imāṁ no puṇya bhagāṁ Sabba satanang dema Sabbe satta sukita Sadhu, sadhu, sadhu Chư thiên ở trên hư không a địa cầu tương ngư rõ tâm hồi điều Long vương thần lực có nhiều hòa đồng xin hoan nghỉ phước điều chúng tôi Hộ trì phật giáo tăng bồi à ca quần tay tổ an vui lâu dài Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được cưỡng bước dài bền lâu. Chúng tôi vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây,
hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lan.